Viết trong bản đăng ký là anh có thể đàn hát chơi guitar rất là tốt. Vâng, đúng không ạ? Thì nhân dịp này anh có thể hát tặng tất cả quý vị khán giả và các bạn chơi đây một bài hát được không ạ? Yeah. Trước khi hát thì tôi cũng thấy là mình cũng hơi chút xíu buồn là vì qua hai vòng rồi mình chưa được đi phim mình quay. Nhưng mà thôi, bù lại để giải cái buồn đó, tôi xin hát phục vụ cho một bài. Tôi hát bài Nổi Lửa Lên Em đi. Trăng đã dậy rồi khơi bếp hồng lên nhé, lá nếm dầu dừng thêm ấm tình anh vui. Thì lửa lên em đành nghĩ đêm ngày, vút phù theo ta vào trong chiến trận, có chỉ soi sáng cánh cầu. Ơi miền Nam ơi, có đêm nào ngủ đường, lửa chiến tranh còn phòng đất quê mình. Yêu đất nước bộ trong nở đầy tiên hồ, ta cùng tới khắp nơi trời. Ơi vũ khí ta mang đâu có là tên lửa, một cánh dâu rừng còn đủ chín hơi thơm, như bát nướng trẻ xanh nhẹ vội bước dồn thêm sức mạnh trên đi đánh mi nồi lửa lên em, nồi lửa lên em. Ánh trăng sáng người đưa ta vào gần đây núi rừng xanh, dọn giờ mưa quân hài lửa bế thang hồng mang tình em dừng cháy, cháy thêm nhai. Đầu nghe tiếng rừng thao thơ khơi ánh lửa hồng bên suối đàn chừng reo, để lửa lên em miền nước ngọt ngào, vui cầm quê hương tình thương chiến trận phút ngọt nhớ nóng cầm ngọt. Ơi mùi bám canh chua đỡ cung đường vân vả, một cánh rau rừng còn chín hơi thơm, như năm cào giang đường ta chiến trận. Ôi tấn đi nhớ mai nỗi lửa lên em, nỗi lửa lên em. Đất nước từng bước đưa ta vào chân đây núi rừng xanh, dồn dập bước quân hài lửa cháy lên rồi mang tình em rừng phố sáng quê hương. Vâng, thưa quý vị các bạn, nói chung lửa là phải nổi liên tục, nó tắt đúng không? Lửa liên tục anh rất là đúng. Cảm ơn.